ứng dụng bot tín hiệu AI để kiếm tiền trên sàn CoinVD một cách dễ dàng. Và trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn toàn bộ những kinh nghiệm mà mình ứng dụng cái con bot này để kiếm tiền ha các bạn. Rồi thì trước khi mà vào video này á, thì mình giới thiệu với các bạn về cái event của tháng 4 này ha. Trong tháng 4 này á, nếu mà các bạn đăng ký tài khoản mới á, các bạn sẽ được tặng 0,5 đô cũng như là hỗ trợ hoàn tiền. Và mình cũng có để cái link cái con chatbot này ở dưới ha, các bạn bấm vào để các bạn xem. Rồi thêm một cái event nữa là từ đây đến hết ngày 13, khi mà các bạn nạp tài khoản lần đầu á, thì các bạn được cộng thêm 25% tổng cái số tiền mà bạn nạp ở lần đầu ha. Và sẽ được cộng liên tiếp trong 4 tuần, tức là 100% luôn các bạn. Rồi mình sẽ quay lại cái này ha. Và các bạn lưu ý ha, các bạn nạp lần đầu nha, tính lần đầu. Cho nên là lần đầu thì nếu mà được thì mình sẽ nạp nhiều nhiều xíu để mình được nhận cái ưu đãi này ha. Và hỗ trợ tối đa lên đến là 200 đô ha các bạn. Tối thiểu là 5 đô và tối đa là 200 đô. Rồi, và mình ứng dụng cái con bot AI này, hay còn gọi là cái con bot tín hiệu á, thì mình dùng để mình chơi cái trò chơi xanh đỏ ha các bạn. Đó, thì hình lúc tối lúc nãy khoảng khung 8 giờ thì mình cũng có livestream để mình đánh ở trên đó và một số các bạn có xem á. Thì ở cái phiên đó mình cũng kiếm hơn 50 đô. Thì ở đây nè, cho các bạn xem lịch sử ha. Khung 8 giờ nè. Đó, thì bạn thấy không, một lệnh lot thì sẽ có một lệnh win nó kéo lại. Một lệnh lot sẽ có một lệnh win kéo lại. Thì ở phiên đó mình win được 7 lệnh. Nói chung là nếu mà đi thì nó win rất là nhiều, nhưng mà mình chốt 7 lệnh là mình out ha. Đó, bạn thấy không? Vậy thì làm như thế nào để mình tận dụng cái con bot này để mình có được cái kết quả nó tốt nhất để mình kiếm, thì ở trong video này mình chia sẻ với các bạn luôn ha. Thật ra cái con bot nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều, từ cái việc mà nó nghiên cứu về cái thị trường. Còn việc của mình là mình sẽ dựa vào cái con bot đó và mình xem lại thị trường nữa để mình đi ha. Thì ở đây mình có một cái số cái công thức để mình chia sẻ với các bạn. Ở đây là một số cái nguồn vốn mà các bạn có thể đi. Vốn tối thiểu là 10 là các bạn có thể đi được ha. 10 thì bạn đi cái lệnh tối thiểu là 0.01 đô. Còn vốn 30 đô là đi 0.3, 50 là 0.5, 100 là đi 1, còn 200 là đi 2. Còn nếu mà vốn các bạn nhiều thì bạn có thể setup thêm ha. Tức là mình đi một lệnh là 1% tổng cái số vốn mình đang có. Thì cái phương pháp mình đi là mình đi gấp lệnh 4 lần. Thực chất á, với con bot này á, các bạn đi gấp lệnh 7 lần thì nó an toàn. Nhưng mà gấp 7 lần thì cái vốn nó rất là cao ha. Ở đây thì mình tính gấp 4 lần thôi. Nếu mà trường hợp mà có bị rủi ro hay gì đó thì mình cũng chỉ có mất 15% thôi. Và 15% thì mình kéo lại nó nhanh hơn là cái kia ha. Rồi, thì lần đầu tiên mình sẽ đi 1%. Nếu mà trường hợp lệnh đầu tiên lót mình đi 2%, lệnh thứ hai lót mình đi là 4%, và lệnh cuối cùng là 8%. Nếu mà lót nữa thì mình sẽ chốt lỗ, mình không đi nữa ha. Sau đó mình sẽ chốt phiên luôn và mình chờ phiên xong mình vào. Thì với mỗi một phiên như vậy các bạn chốt khoảng từ 1 cho tới 3 lệnh win thôi. Một win cũng được, hai win cũng được ha. Đó, thì một lệnh win thì các bạn kiếm được 1%. Ở đây mình tính theo phần trăm ha. Thì nếu mà một ngày mà các bạn đi tối đa khoảng 3 phiên các bạn kiếm được khoảng 9% hoặc là hơn. Đó, thì nó sẽ tùy vào cái vốn mà đang có cũng như là cái thời gian mà bạn vào ha. Thì ở đây nó sẽ có hai cái cách chơi. Cái cách đầu tiên là mình sẽ đi theo cái con bot luôn và mình sẽ chấp nhận lot 4 lần ha. Nếu mà lot 4 lần thì mình out luôn, mình chốt lỗ. Còn cái cách thứ hai là mình sẽ chờ đến cái con bot nó lot 2 lần và lần thứ ba của nó mình sẽ đi lần đầu. Được chưa? Tức là mình đã né được hai cái lần lot rồi. Thì với cái cách thứ hai mình đi nó sẽ an toàn hơn cách 1. Nhưng mà cái cách hai này bạn sẽ chờ nó hơi lâu, đôi khi cái con bot nó đi, mình có canh gọi nó đi, đôi khi một lần lot một lần win, một lần lot một lần win, có khi nó kéo cả tiếng đồng hồ luôn. Đôi khi bạn ngồi cả tiếng đồng hồ bạn chưa đánh được cái cách hai đó. Thì tùy các bạn thôi ha. Nếu như mà bạn muốn mì ăn liền thì các bạn theo cách 1, còn các bạn muốn an toàn thì theo cách 2. Được chưa? Rồi cái event cấp 4 thì mình cũng có nói rồi ha. Mức nạp từ 5 cho tới 200 đô thì sẽ hỗ trợ cộng 25% trong 4 tuần. Rồi thêm một cái lưu ý nữa ha, là mình sẽ không giao dịch từ cái khung giờ là từ 18 cho tới 21 giờ. Thì cái khung giờ này là cái khung giờ mà lượng người truy cập mạng nó nhiều, nó dễ lắc và mình không nên vào cái khung giờ đó. Vậy thôi. Rồi, vậy thì làm như thế nào để mình ứng dụng cái con chatbot này để mình có được cái lệnh tốt nhất? Thì các bạn thấy ha, ở đây nó mới win một lệnh nữa nè. Ở trước đây thì bạn thấy không, nó mới nó cũng win một luôn nè. Trước đây thì nó lót một nè và nó kéo lên nó win nè. Được chưa? Đó, thì nãy giờ nó đã win 3 đó, ở đây cũng win một luôn nè. Ở đây thì lót
lot lot 1 này ha, lot 1 win 1 đó, bạn chờ hai lệnh win thì nó hơi lâu, ở đây thì nó lot 3 nè. Xin lỗi, lot 2 thôi. Thì nếu mà bạn đi theo cách 2 thì bạn ăn được cái lệnh này nè. Bây giờ lot 2 và lệnh thứ 3 nó kéo nè, thì mình đi lệnh thứ 3 của nó nè. Rồi, vậy thì mình sẽ sử dụng thêm một cái phương pháp nữa là mình sẽ đi xem thị trường. À, xem thị trường bằng cách là bạn xem lịch sử trước đó nè. Ở đây thì nó gợi ý mình đi đỏ đúng không? Nhưng mà bạn xem cái thị trường đây thì nó hai lệnh đỏ thì nó cũng ok la, nó cũng đi được. Nhưng mà một số cái lệnh mà nó đỏ tới kiểu mà 5-7 lệnh đỏ liên tục á, thì lúc đó mình có thể cân nhắc không đi cái lệnh đó. Ha, mình sẽ không đi cái lệnh đó, mình chờ cái lệnh sau mình đi. Tại vì một phiên như vậy nó chỉ có một phút thôi, bạn chờ một phút cũng được mà đúng không? Đó, cho nên là nếu như mà bạn cảm thấy cái tín hiệu con bot nó đưa ra và cái thị trường nó hơi sai sai so với cái nhận lệnh của bạn, thì bạn có thể là không đi cái lệnh đó mà mình chờ cái lệnh sau mình đi. Được chưa? Thì như vậy nó sẽ giúp cho các bạn được thêm một cái tỷ lệ thắng nó cao hơn. Đó, chứ mình cũng đừng có kiểu như là tập trung tin tưởng nó 100% ha. Nói chung là bot cũng là bot, nhưng mà mình cũng phải có một cái nhận định của mình nữa. Đó, thì ở đây mình sẽ gợi ý cho bạn một số cái ha. Ví dụ như ở thời điểm hiện tại nó đang gợi ý là lệnh đỏ đi, nhưng mà bạn nhìn thấy cái lịch sử trước đó nó đã đi quá nhiều lệnh đỏ à, thì có thể cái khả năng của cái lệnh này nó cao là nó không ra đỏ. Đó, thì mình dựa vào cái kinh nghiệm như vậy thôi thì mình không đi. Đó, còn nếu mà bạn mà đi á, thì nó có cái tỷ lệ nó ra xanh cao hơn, nhưng mà ở đây nó vẫn ra đỏ nè các bạn. Nó cũng lì ghê ha, nãy giờ nó ra đỏ 4 con cộng thêm con này nữa là 5 con đỏ luôn nè. Nhưng mà ở đây nó vẫn gợi ý đỏ nè ha. Đó, vậy thì nếu mà mình tận dụng cái con bot này và mình kết hợp thêm với một số cái kinh nghiệm của mình nữa, thì nó sẽ giúp cho cái tỷ lệ thắng của mình nó cao hơn, nó tăng hơn ha. Rồi thì ở đây bạn thấy không, nó đã ra 5 lần đỏ à, được chưa? 5 lần đỏ mà ở đây nó vẫn gợi ý thêm đỏ nữa. Vậy thì theo như mình á, thì cái tỷ lệ mà nó ra đỏ nó không cao bằng xanh, nhưng mà mình cũng không có đi xanh luôn ha. Thì những cái nào mà bạn cảm thấy mà nó không ok lắm á, thì mình sẽ chờ cái phiên sau mình đi, tại vì một phiên như vậy nó chỉ có một phút thôi. Đó, ok ha, thì mình sẽ kết hợp con bot cũng như là mình sẽ nhìn vào thị trường. Ồ, ở đây nó vẫn đỏ luôn nè các bạn, nó vẫn đỏ luôn, ở đây nó vẫn kêu mình đi đỏ luôn nè. Đó, thì có thể nếu mà bạn vào mà bạn thấy một số cái lệnh như thế này và cái thị trường mà nó kiểu như vậy á, thì mình có thể mình chờ ha. Mình chờ cho nó đi qua hết cái phiên này đi, đi đến khi nào mà nó xuất hiện lệnh xanh hay gì đó. Chứ đỏ nhiều quá mình vào cũng hơi rén ha. Đó, thì mình chờ đến khi nào mà nó xuất hiện một cái lệnh xanh đi và nó cho mình một cái tín hiệu khác thì mình có thể mình vào ha. Còn ở thời điểm hiện tại mà bạn cảm thấy là cái tín hiệu nó đưa ra mà cái thị trường nó bạn nhìn nó lại hơi sai sai một xíu, đó thì tốt nhất mình sẽ không vào cái khung đó ha, mình chờ cái khung khác mình vào, hoặc là mình chờ một tí mình vào. Đó, đó là cái kinh nghiệm mà mình đánh với cái trò xanh đỏ này kết hợp với cái con bot AI này ha các bạn. Ồ, nó vẫn đỏ luôn này các bạn. 1 2 3 4 5 6, 6 cộng với cái lệnh này nó là 7 lệnh đỏ liên tiếp luôn các bạn. Hồi nãy giờ nếu mà mình đi theo nó là mình win luôn đó, nhưng mà thôi ha, quan trọng là mình phải đi chắc lệnh à, lệnh nào mình chắc lệnh đó, thì như vậy mình mới đỡ được cái lệnh lót ha. Và mỗi một lần đi như vậy á, là mình đi theo cái phương pháp gãy của mình ha, là mình đi 1%, 2%, 4% và 8%, đi tối đa 4 lần thôi. Đó, nếu mà lần thứ tư mà lót nữa thì mình không đi ha, mình chốt phiên và mình chờ cái phiên khác mình vào. Chứ bạn đừng có đi thêm cái lệnh thứ năm ha, đi lệnh thứ năm là 16 là nó ra tới 31% rồi đó, nó rất là cao ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái con bot này để mình đi sẵn 10 đô đi. Để mình xem cái lệnh này ha, lệnh này nó ra xanh nè. Xanh thì nó đang lót cái lệnh này nè, được chưa? Nó đang lót cái lệnh này nè. Ở đây thì nó vẫn kêu đỏ à. Con này nó khóa đỏ nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi theo nó nha. Mình sẽ đi theo nó ở đây tại nó lót hết một lệnh rồi. Còn nếu mà bạn muốn đi theo cái cách 2 á, cách 2 mình nghĩ á, là mình chờ thêm một cái lệnh này nữa. Nếu mà lệnh này mà nó lót luôn á, nếu mà lệnh này xanh luôn á, thì mình sẽ đi luôn, mình sẽ đi luôn ha. Rồi nếu mà theo cách 2 thì mình sẽ chờ cái lệnh này, nếu mà lệnh này mà nó thua á, thì mình sẽ đi nha, mình sẽ đi cái lần thứ 3 của nó, lần thứ nhất của mình. Rồi mình sẽ chờ nha, chờ cho nó hết cái phiên này đi. Nếu mà cái phiên này mà nó thua á, thì mình sẽ vào. Đó, đi theo cái cách 2 á, thì mình đã né được là hai cái lệnh thua. Đó,
Nhưng mà với cái cách hai này thì nó sẽ hơi lâu một xíu ha. Nó sẽ hơi lâu một xíu. Ok. Đó, thì nó ra hai lệnh thua nè các bạn. Hai lệnh thua nè, bây giờ nó lại gợi ý xanh. Hai lệnh xanh nè mà nó vẫn gợi ý xanh. Ok, mình đi lệnh xanh nha. Đi theo nó ha. Thì với cách hai này thì mình sẽ chờ hai cái lệnh thua. Dạ. Yeah. Xuất hiện hai lệnh thua và mình sẽ đi lệnh thứ ba. Đó. Lệnh thứ ba của nó là lệnh đầu của mình. Đó. Ok, mình đi lệnh xanh nè. Mình đi 10 ha. Đó. Một phiên như vậy của nó tới 1 phút lận, cho nên là mình còn rất là nhiều thời gian để mình đi ha, cho nên là mình cứ thoải mái. Thì với cái trò xanh đỏ này á, nó sẽ hơi mất thời gian một xíu so với cái trò dò mìn ha. Nhưng mà bù lại là cái lệnh thắng của bạn ha, bạn sẽ kiếm được nhiều hơn so với cái trò dò mìn ha. Dò mìn thì lệnh đầu bạn thắng, bạn kiếm được có 21% thôi. Nhưng mà với cái xanh đỏ này bạn kiếm được là 95%. Rồi ok, lệnh đầu mình lót nè. Tức là lệnh thứ ba của nó lót, thì mình đi lệnh thứ hai của mình là lệnh thứ tư của nó. Được chưa? Tại vì mình chờ nó lót hai lần này. Ở đây thì nó gợi ý đỏ nè, được chưa? Gợi ý đỏ thì mình sẽ đi đỏ, đi 20 đô đỏ là lệnh thứ hai của mình ha. Lệnh thứ hai của mình. Ok, mình đi là đỏ nè. Đó, thì các bạn vào lịch sử bạn xem thôi. Thì mình mới lót cái lệnh này thôi. Đó, lần này nếu mà nó đỏ thì nó kéo lại nè. Thì lần thứ hai của mình là lần thứ tư của cái con boss đó. Thì với cái cách hai này á, bạn đi theo cách hai này á thì nó sẽ an toàn hơn cái cách một một xíu. Nhưng mà bù lại thì bạn phải chờ, nó sẽ mất thời gian. Còn cái cách một thì bạn có thể kết hợp với cái phương pháp lúc ban đầu mình nói á, bạn cảm thấy là cái tín hiệu con boss nó đưa ra và cái lịch sử sàn nó đúng với cái của bạn mong muốn nữa thì bạn đi cái lệnh đó. Còn nếu mà bạn cảm thấy nó hơi sai sai một xíu mà có cảm giác nó không ok lắm thì mình sẽ không đi. Đó, thì cách một mình sẽ áp dụng theo cái cách con boss nó đi và mình kết hợp với cái lịch sử thị trường trước đó của nó. Ok, nãy nó cho mình cái lệnh đỏ, mình kéo về mình win rồi nè. Bây giờ mình win nè. Đó, mình kiếm được một lệnh đầu nè. Ok ha. Rồi, thì bây giờ nó vẫn gợi ý cho mình là một cái lệnh đỏ nữa thì mình vẫn đi nha. Đó, mình đi nè. Mình đi theo cách 1 ha. Hồi nãy là mình đi theo cách 2 rồi, bây giờ mình đi theo cách 1 ha. Đó. Đó, thì mình thấy cái thị trường nó vẫn hợp lý mà. Chỉ có hai lần đỏ thôi thì cái khả năng lần thứ 3 đỏ nó cũng cao. Tại vì bây giờ cái xu hướng nó đang là đỏ nhiều nữa các bạn. Đó, xu hướng đỏ nhiều. Ở đây nó gợi ý đỏ nữa. Đó. Thì các bạn phải kết hợp với cái xu hướng thị trường của nó nữa ha. Mình sẽ đu theo xu hướng và tín hiệu của con boss. Rồi, ở đây nó cho mình xanh rồi ha. Xanh thì cái lệnh đầu mình tạch này, mình sẽ đi lệnh 2, được chưa? Lệnh 2 thì ở đây nó gợi ý mình đỏ thì mình vẫn tiếp tục mình đi đỏ nha. Đó. Với cái cách 1 là mình sẽ kết hợp với cái xu hướng thị trường mình xem và mình nhìn qua cái tín hiệu con boss, tại vì 1 phút lận ha, trong vòng 1 phút thì mình nhìn nó lâu hơn thì mình dễ đưa ra quyết định hơn ha. Đó. Thì với cái cách 1 như vậy thì mình sẽ kết hợp với xu hướng thị trường và cái tín hiệu của con boss mà mình đưa ra cái quyết định ha. Còn với cách 2 thì các bạn cứ canh đến khi nào hai cái lệnh lót thì lần thứ 3 bạn vào. Đó là một số kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với các bạn qua cái video này ha. Thì mình cũng test cái con boss này, mình đánh cũng khoảng 2-3 hôm rồi. Và mình mới làm video hôm qua thôi. Mình đánh 2 hôm rồi thì mình mới làm video hôm qua cho các bạn thôi. Và mình mới livestream lúc nãy ha. Ok, lần thứ 2 mình lót nè. Thì lần thứ 3 mình sẽ đi là 1, 2 và 4 nha. Đó. Ở đây thì nó gợi ý xanh nè. Thì mình vẫn đi xanh nha. Đó. Thì cứ theo cái công thức và cái phương pháp mình đi thôi. Mình mới đi có 3 lệnh nè. Mình chấp nhận mình lót 4 mà ha. Nếu mà lót 4 á, thì mình chốt phiên và mình sẽ vào cái phiên sau. Đó. Còn nếu mà lần 3 mà kéo thì ok. Mình vẫn lời ha. Lần 4 kéo thì vẫn lời. Đó. Với cái phương pháp gấp lệnh này thì lần 4 kéo thì vẫn lời nha. Rồi, mình chờ hết cái phiên này để nó ra kết quả thôi. Đó, thì với cái con boss tín hiệu này nó giúp cho mình đỡ cái việc mà mình phải phân tích thị trường và mình nhìn các kiểu nữa ha. Nó sẽ đưa ra cho mình một cái nhận định tương đối chính xác và mình dựa vào nó mình kiếm. Đó. Ok, cái lệnh xanh là mình win đó nè, là mình win 2 đó các bạn. Xanh win nè, mình cho bạn xem lịch sử ha. Thì mình mới có lot 2 à. Lot 2 là 30 đúng không? Thì 38 trừ 30 thì mình vẫn lại 8. 8 lúc nãy cộng với 9 là 17 rồi đó các bạn. 17 là cũng vượt 300 rồi đó các bạn.
Đó thì với cái phương pháp mà mình share kết hợp với cái con bot này á, thì các bạn có thể chốt từ 1 cho tới 3 lệnh win trong một phiên ha. Đó thì tùy vào cái thời gian của bạn thì các bạn có thể ngồi lâu hoặc là ngồi ngồi nhanh, nhưng mà tốt nhất thì mình đừng có chốt nhiều quá, chốt khoảng 3 thôi, tối đa là 3 thôi ha. 1 cũng được, 2 cũng được, 3 cũng được, nhưng mà đừng có chốt quá nhiều, tại vì làm gì làm ha, mình đi lâu á thì mình cũng dễ bị dính bẫy thôi. Cho nên tốt nhất là mình chốt ít, mình kiếm ít, nhưng mà mình đi nhiều phiên ha, mình đi nhiều phiên. Ồ, lần này cũng win luôn nè, lúc nãy mình lo nói với các bạn mà nó đưa tín hiệu nó cho mình win luôn nè. Lệnh xanh á. Ha. Thì bây giờ quay lại cái cách 1. Ở đây cái thị trường của nó đang có 5 cái lệnh xanh nè, 4 cái lệnh này và 1 cái lệnh này là 5 cái lệnh xanh nè. Nhưng mà ở đây nó vẫn gửi xanh nữa nè. Vậy thì nếu như mà mình kết hợp với thị trường và cái tín hiệu của bot thì cái lệnh này á, mình cảm thấy là cái tỷ lệ mà nó ra xanh nó không có cao. Bởi vì là xanh nó ra quá nhiều à, đúng không? 5 cái lệnh xanh nè, cho nên là tốt nhất mình sẽ ở ngoài cái thị trường lúc này. Đó, ở ngoài thị trường này ha, mình chờ nếu mà nó lệnh này mà nó đỏ luôn á thì mình sẽ chờ cái tín hiệu của nó mình đi theo. Đó, và mình cũng không có đi lệnh đỏ ở cái lệnh này nữa ha. Tốt nhất là mình ở ngoài thị trường mình không đi. Đó, thì vừa kết hợp với con bot mà vừa xem thị trường nữa thì mình tin chắc rằng là các bạn kết hợp lại cái tỷ lệ của bạn nó thắng nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đó, thấy không? Lúc nãy mình vào xanh là mình bị tạch cái lệnh này đúng không? Đó, cho nên là mình cũng vừa xem thị trường nè, cái lịch sử trước đó của nó nè. Rồi ở đây nó gửi là đỏ nè, thì mình cảm thấy đỏ nó hợp lý. Thực ra tại vì nó ra quá nhiều xanh nè, ở đây thì nó cũng đang là xu hướng đỏ nè, thì mình thấy đỏ hợp lý thì mình theo. Bây giờ mình theo lệnh này thì mình sẽ theo lệnh 10 ha. Nếu mà lệnh này mà win thì mình chốt cái phiên này luôn, phiên này mình chốt 3 lệnh win. Đó, thì với cái phương pháp mình chia sẻ với các bạn kết hợp với con bot á, thì một ngày các bạn có thể kiếm được từ 6-9% là trong tầm tay ha. Đó thì mỗi một lệnh như vậy bạn kiếm được 1% rồi, nó ok la hơn ha. Đó, và nó nhẹ đầu hơn các bạn chơi cái trò web mình. Còn trò web mình kia thì nó vẫn ăn bình thường thôi, mình vẫn chơi web mình kiếm thôi. Thì với cái con bot này thì nó lại cho các bạn thêm một cái sự lựa chọn khác nữa ha. Nói chung là mỗi một bên mình kiếm một ít như vậy thì nó ok hơn ha. Ví dụ như cái trò giờ mình bạn kiếm được là 2% đi, bạn qua bên bot tín hiệu này bạn kiếm thêm 2% nữa là 4%, nó ok hơn là bạn kiếm một trò mà 2% ha. Rồi, ở đây thì nó vẫn đỏ đúng không? Thì mình đi lệnh 20 nè, lúc nãy mình đi 10. Mình đi 20 nè. Rồi, ở đây thì nó ra là một cái xanh sao le ha. Như đây thì nó gợi ý đỏ cho mình. Đó thì mình mới lớp 1 á, thì mình vẫn đu thôi ha. Đó. Thì với cái trò xanh đỏ này là mình có thể gấp lên tới 4 lần ha. Còn với cái trò dầu mìn á, tốt nhất bạn gấp 2 thôi, gấp 2 lần nữa ha. Không có nên gấp nhiều quá. Gấp nhiều quá cái vốn của bạn nó đội lên thì mình gỡ nó lâu. Ok, cái phiên này mình win rồi nè các bạn. Win nè ha. Thì chốt lại cái phiên này mình kiếm được 3 lệnh win nè. 9 nè. 8 với lại 9 ha. 9 9 18, 18 cộng 8 là bao nhiêu? 26. 26 là kiếm hơn 500 rồi đó các bạn. 26 nhân 23 600 rồi đó các bạn. Đó. Thì nó cũng dễ hiểu ha, mình chia sẻ các bạn, mình nói chậm. Rồi công thức thì mình cũng có xe ở đây, các bạn có thể cáp lại cái màn hình đây ha. Đó thì có hai cách để các bạn đi, cách nào nó cũng ok hết. Cách 1 thì mình sẽ dựa vào thêm cái thị trường nữa để mình xem là cái lệnh đó mình có quyết định đi với nó hay không. Còn cách 2 thì bạn cũng không cần quan tâm đến thị trường nữa, bạn chờ nó lót hai lệnh bạn vào luôn. Và luôn lệnh thứ 3. Và mình nhắc lại ha, tốt nhất là mình đi tối đa 4 lệnh thôi, đừng có đi lệnh thứ 5 ha. Lệnh thứ 5 thì nó đội lên cái vốn mình nó cao quá, là mình nếu mà bị mình gỡ nên nó lâu. Còn đây là một số cái vốn mình gợi ý cho bạn là tối thiểu là 10 đô các bạn có thể đi được ha các bạn. Rồi, thì những chia sẻ của mình giúp cho các bạn kiếm được tiền đó, hoặc là mang lại những cái lợi ích cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn kiếm tiền trên sàn CoinVideo, thì các bạn có thể để lại một comment, một like để giúp cho kênh của mình phát triển hơn hay các bạn.